Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Trứng Thành tuyên bố ghét nghèo và không muốn quay lại thời đó. Trứng Thành tiết lộ bản thân từng trải qua cuộc sống khốn khó, chính vì vậy anh ghét và sợ nghèo. Phát ngôn này của nam danh hài khiến khán giả tranh cãi. Trứng Thành chia sẻ, sau khi kết thúc quá trình quảng bá cho bố già, anh sẽ đi từ thiện để cảm ơn mọi người ủng hộ mình nhiều đến vậy. Anh cũng nhận định thêm, bản thân thích cách sống của Bill Gates và nếu giàu sẽ lo cho nhiều người hơn. Mới đây, khi trao đổi với báo chí, Trứng Thành tiết lộ, bản thân cảm thấy bất ngờ khi phim bố già liên tiếp đạt được nhiều kỷ lục đến như vậy. Được mọi người ủng hộ nhiều, anh đã xúc động mà nói với bà xã. Tôi nói với vợ mình, phải tìm cách nào sau phim này đi từ thiện thật nhiều, giúp đỡ cho người ta thật nhiều. Bởi tôi nghĩ, nếu sống không còn biết san sẻ thì không biết sống cho ai. Anh cũng khẳng định, sau khi kết thúc phim bố già, sẽ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng bằng những dự án thiện nguyện. Nam danh hài luôn nghĩ, Trứng Thành mà giàu sẽ lo cho rất nhiều người, tôi thích cách sống của Bill Gates. Tôi sẽ tìm cách để giống ông ấy, kiếm tiền giỏi và cho đi thật nhiều. Phải thật giàu, và bởi vì tôi ghét nghèo, tôi đã từng nghèo và sợ không muốn quay lại điều đó. Chia sẻ của nam danh hài nhận về sự đồng thuận lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người cho rằng anh đã làm rất tốt nên thành quả này hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, dự định từ thiện của anh rất đáng khen. Mong rằng không chỉ Trứng Thành mà nhiều người nổi tiếng sẽ tích cực đóng góp cho cộng đồng hơn nữa. Tuy nhiên, bên cạnh đó cư dân mạng cũng đã nổ ra tranh cãi về nhận định Trứng Thành từng ghét và sợ nghèo, không muốn quay lại điều đó. Họ cho rằng điều này là hiển nhiên, liệu có ai mà lại thích cơ chứ? Một hành động đáng khen, được khán giả ủng hộ, giờ đi từ thiện lại quả là hợp lý thôi. Thích Trứng Thành, mặc dù anh ấy hay mất ước chút thôi, nhưng là do người ta sống tình cảm nên vậy. Bố già thực sự rất hay và đáng xem mà, thành công là do anh nỗ lực và quá tài giỏi. Ôi anh ơi, ai mà không sợ nghèo cơ chứ, anh nói điều hiển nhiên vậy. Nghèo là điều mà ai cũng ghét và ai cũng sợ anh ạ, anh nói như không ấy. Được biết, trước đây khi chưa nổi tiếng, Trứng Thành có một tuổi thơ cơ cực vì gia đình không có điều kiện. Bố mẹ anh làm công việc bình thường, phải bươn chải để nuôi các con ăn học. Thậm chí anh từng tiết lộ rằng, gia đình đã trải qua quãng thời gian phá sản, đến nhà dì ruột để ở nhờ. Đến khi lên lớp 10, Trứng Thành đã cố gắng rất nhiều tự lực kiếm tiền, nên bố mẹ không còn phải vất vả như trước nữa. Trứng Thành là một nghệ sĩ đa tài, anh thành công ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, MC, đạo diễn, đầu tư phim. Chính vì vậy, không quá lạ khi anh sở hữu số tài sản đồ sộ, hiếm ai trong showbiz sánh kịp. Còn bạn nghĩ gì về phát ngôn của Trứng Thành? Hãy chia sẻ ngay nhé!